Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay chúng mình lại có rất là nhiều xe trộn bê tông này các bạn ơi. Và các bạn biết gì không, đây là cũng là một vực thẳm nha, rất là sâu luôn. Và các bạn ơi, phía xa xa chúng ta lại có rất là nhiều xe nè, như là xe lưu nè, hoặc không phải xe máy xúc, xe tăng các bạn ơi. Và ở đây chúng ta có một chiếc xe ô tô hủy diệt. Hôm nay mình lại thử thách với các xe trộn bê tông này nha. Bây giờ mình sẽ dùng xe này tung vô xe trộn bê tông luôn. 1, 2, 3, tung nào. Wow, xe trộn bê tông màu xanh này rất là cứng, chỉ có bay cái bánh ra ngoài thôi, nên là rất là ok, chút xíu nữa sẽ lấy đi trộn bê tông xi măng được. Bây giờ là tới xe nâng các bạn ơi. Đây là xe nâng màu đỏ nè, mình sẽ dùng chiếc xe nâng này để tới va chạm với xe trộn bê tông nha. Nếu mà xe trộn bê tông mà rơi xuống vực thẳm là xe trộn bê tông sẽ thua và sẽ không được đi tham gia lấy bê tông xi măng đâu. Ấy, bây giờ mình sẽ tới nơi rồi nè các bạn ơi. Rồi thôi, mình quẹo qua đây. Rồi mình tung thẳng vô luôn. 1, 2, 3, mình tung vô nào. Tung đi, mạnh lên. Wow, xe nâng yếu quá các bạn ơi, không thành công rồi. Bây giờ mình sẽ dùng xe tăng thôi, tại hôm qua mình dùng máy xúc rất là nhiều rồi, máy xúc rất là mạnh. Hôm nay mình sẽ thử sử dụng xe tăng nha các bạn nha. Đấy, hôm nay mình chỉ là cho các xe tham gia cuộc thi thôi, nếu mà xe nào mà bền thì mình sẽ... Đó các bạn ơi, mình bắn nó bay cái thùng xe rồi, nhưng mà xe trộn bê tông này rất là chắc luôn, không rơi xuống vực các bạn ơi, chỉ có cái thùng rơi xuống vực thôi đó. Xe tăng đã bắn mấy phát rồi nhưng mà xe trộn bê tông vẫn nằm yên nha. Xe trộn bê tông màu xanh này ok đó, rất là khỏe luôn. Bây giờ mình sẽ vòng qua đây và mình sẽ bánh xe trộn bê tông màu xanh dương, màu cam và màu đỏ nha. Ba cái xe mình sẽ bánh luôn. Đấy, bây giờ mình sẽ quẹo qua nè các bạn ơi. Rồi, chuẩn bị bánh nào. Bánh đi. Mình sẽ bánh xe nào trước đây? Bây giờ ok, mình lùi lại chút xíu nữa. Rồi, bây giờ mình tiến tới là bánh nè. Rồi, đã bắn trúng xe màu xanh dương, bay cái thùng ra ngoài và rơi xuống dưới đất lại rồi kìa các bạn ơi. Nhưng xe màu xanh dương này rất là chắc chắn luôn. Bắn thêm một phát nữa vào trúng vào xe màu cam, nhưng xe màu cam cũng không hề hấn gì. Ơi, hai xe này rất là chắc chắn luôn, thêm một phát nữa nè. Vậy là xe tăng cũng thua rồi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chọn ra xe trộn bê tông nào mà khỏe nhất ra nha. Nhưng mà mình vẫn còn rất là nhiều xe trộn bê tông ở phía bên kia. Đây rồi, xe màu trắng. Bắn nào. Wow, xe màu trắng rất khỏe luôn. Đó, xe màu trắng bánh 2-3 cái rồi mà không bị sao, chỉ rơi cái thùng ra ngoài thôi. Bây giờ mình sẽ tiến qua bánh xe màu vàng, màu hồng và màu xanh lá cây nha. Đi nào các bạn ơi. Đây, tiến qua bánh nào. Wow, xe màu vàng cũng rất là chắc chắn luôn. Wow, xe màu hồng và xe màu vàng đã bị bánh rồi. Wow, và xe màu hồng hình như rất là yếu. Bây giờ mình chạy tới mình tung cái xe màu hồng luôn. Rồi, bây giờ tung xe màu hồng. Ôi, các bạn ơi, vậy là xe màu hồng đã bị thua cuộc rồi. Nãy giờ có đúng chiếc xe màu hồng này thua cuộc thôi. Vậy là xe màu hồng rất là yếu nè. À, bị chìm xuống dưới nước luôn rồi nè các bạn ơi. Bây giờ mình chỉ còn xe màu xanh. Bây giờ mình bắn xe màu xanh luôn. Wow, bắn bay rồi nhưng mà xe màu xanh không bị rơi xuống các bạn ơi. Wow, bị bắn rất là nhiều nhưng mà xe màu xanh đã rất là vững chắc luôn, không bị rơi xuống nha. Wow, đó các bạn thấy chưa, xe màu xanh rất là ok. Và ô các bạn ơi, trời ơi, xe tăng còn yếu hơn xe màu xanh, xe tăng bị rơi xuống vực thẳm rồi các bạn ơi. Vậy là chúng ta chọn ra được xe trộn bê tông màu hồng là loại nha. Nên bây giờ mình sẽ cho các xe này đi tham gia lấy bê tông xi măng thôi các bạn ơi. Đó, cái xe màu hồng này hồi nãy nó đã bị rớt rồi, nhưng mà không sao, hôm nay mình cũng cho nó đi luôn. Đây là một con đường đi cũng khá dễ nên xe màu hồng thôi, tha thứ cho xe màu hồng, cho xe màu hồng đi lại nha. Vì mình biết các bạn rất là thích xe trộn bê tông màu hồng nè. Bây giờ mình sẽ cho cái xe của mình đi lấy bê tông xi măng nha. Ê, oh my god các bạn ơi, xe màu đỏ bị lật rồi. Wow, và xe màu xanh đang bị cán vô một cái gì đó bay lên. Wow, mình rơi cái thùng ra ngoài. Còn đây là xe màu xanh dương. Wow, các bạn ơi, xe màu xanh dương cũng bị lật rồi nè. Wow, xe màu đỏ thì bốc cháy luôn rồi. Trời, con đường này là con đường xuống dốc rất là khó đi luôn. Và đây tiếp tục là xe màu hồng, để xem xe màu hồng có vượt qua được không. Wow, xe màu hồng rất là yếu nên cũng đã lật rồi các bạn ơi. Wow, và xe màu đỏ rất là bốc cháy rất là to luôn. Và xe màu hồng thì nằm dưới rồi các bạn ơi. Đây là các xe của chúng ta, chỉ còn lại xe màu xanh thôi. Đúng rồi, xe màu xanh rất là khỏe mạnh nè. À, cố lên xe màu xanh ơi. Xe trộn bê tông màu xanh cố lên. Ê ơi, có chừng rơi cái thùng rồi các bạn ơi. Trời ơi, xe màu xanh không đi gốc cây luôn. Vậy là tất cả các xe thua cuộc hết rồi các bạn ơi. Bây giờ phải nhờ cái xe cứu hỏa này đi chữa cháy cho cái xe trộn bê tông đó thôi. Xe trộn bê tông của mình hôm nay đã bị bốc cháy rồi, phải nhờ xe cứu hỏa đi thôi. Và không, cái xe cứu hỏa này tại sao lại đi mà ép nhau như vậy? Chúng ta phải nhường được nhau, vì chúng ta phải đi giải cứu cái xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông của chúng ta đã bị bốc cháy rồi. Vậy là hôm nay cái xe trộn bê tông của chúng ta đã vượt qua thử thách, nhưng mà khi mà đi lấy bê tông xi măng thì lại gặp chướng ngại vật không thể vượt qua được các bạn ơi. Và cái xe cứu hỏa của chúng ta gồm có xe cứu hỏa màu hồng, màu xanh, màu trắng, màu vàng đang đi trên đường tới để giải cứu chiếc xe trộn bê tông nè. Không biết là cái xe này có giải cứu được không, chúng ta chờ xem nha.
dẫn đầu là xe cứu hỏa màu vàng và màu xanh, và phía trước là cái gì đây? Wow, một con dốc. Ồ, các bạn ơi, xe cứu hỏa đi lộn đường rồi và đã bị bay lên trời và rơi xuống đất nè. Wow, và xe cứu hỏa màu xanh và màu đỏ bị hư hại nặng nề rồi, bị rơi cái thang ra ngoài rồi. Và đây là xe cứu hỏa màu hồng, màu trắng và màu vàng. Wow, cũng vậy luôn các bạn ơi, cũng bị bay lên như vậy luôn. Các bạn coi lại nè, đó thì ra đây là một con dốc nhô lên khiến các xe của chúng ta bị bay lên và rơi xuống vực thẳm luôn. Rồi và cái xe của chúng ta không thể đi giải cứu xe trộn bê tông rồi, chết rồi các bạn ơi. Bây giờ phải nhờ tới xe khác thôi, mình còn một chiếc xe trộn bê tông màu xanh này nữa. Bây giờ các xe kia đã bị hư hại rồi, mình phải đi lấy bê tông thôi các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ chạy cho con đường này, hy vọng là con đường này sẽ an toàn cho mình nha. Đây là con đường gì đây? Wow, con đường đây là bùn lầy các bạn ơi, chết rồi. Mình đi nhầm đường rồi, xe trộn bê tông chỉ có đi đường nhựa đường thôi, không được đi đường đất. Trời ơi, xe trộn bê tông đi đường đất nên trơn quá, bị lật rồi các bạn ơi. Bị lật nằm ngửa ra luôn rồi, chết rồi. Và bây giờ mình phải dùng tới xe tải thôi các bạn ơi. Xe tải màu hồng, trời ơi, những cái thứ nào màu hồng là rất là yếu luôn đó các bạn ơi. Nên là không biết xe tải màu hồng này có đi lấy bê tông xi măng cho cái xe trộn bê tông được không, chúng ta chờ xem nha. Wow, wow, các bạn ơi, lại là một con đường cụt nữa và lại rơi xuống dưới vực thẳm nữa rồi. Wow, cái bản đồ hôm nay, cái đường đi hôm nay rất là khó đi luôn. Và xe tải màu hồng của chúng ta cũng lại bị bốc cháy và rơi xuống vực rồi. Oh my god, trời ơi, vậy là cũng thua luôn rồi các bạn ơi. Xe màu hồng của chúng ta thua luôn rồi nha. Bây giờ chúng ta còn xe gì nữa các bạn ơi? Wow, hên quá các bạn ơi, mình còn chiếc xe máy kéo. Xe máy kéo là vua của địa hình mà các bạn. Xe máy kéo chạy đường đồi núi rất là tốt luôn đó, các bạn nhìn nè, thấy chưa? Wow, đường trên đây là đường đồi núi rất là nguy hiểm luôn, nhưng mình phải cố gắng thôi các bạn ơi. Mình phải dùng xe máy kéo này để kéo tất cả các xe đang bị chìm dưới biển lên trên bờ thôi. Cái xe của chúng ta rơi xuống vực thẳm và rơi xuống biển mất tiêu rồi. Bây giờ chúng ta cố lên, đây là một cây cầu rất là nhỏ luôn, cái cầu bằng gỗ các bạn ơi. Và cái bánh xe của xe máy kéo này đã bị hư rồi, nhưng không sao, chúng ta vẫn tiếp tục di chuyển thôi. Wow, lá. Và cây cầu này rất là hư, nó mục nát rồi các bạn ơi. Mình tung vô gốc cây, nó mục nát cây cầu rồi. Nên quá, mình đã vượt qua cây cầu nhưng mà vượt tung vô gốc cây, lại tung vô gốc cây nữa các bạn ơi. Chết rồi, cố gắng lên, cố gắng vượt qua chỗ này nào. Wow, bị kẹt ở chỗ này rồi, lùi lại thôi, lùi lại. Ê các bạn ơi, chết rồi, mình lùi quá đà rồi. Oh my god, tiến lên. Wow, không thành công rồi. Mình lùi quá đà nên mình cũng rơi xuống vực thẳm rồi các bạn ơi. Đó, các bạn coi vực thẳm rất là sâu nè. Và ở dưới là biển nha, rồi ôi nước quá trời luôn, vậy là cũng thất bại rồi. Bây giờ mình phải nhờ tới xe bồn kiểu mới thôi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn màu xanh kiểu mới nè. Chỉ còn lại một chiếc này thôi. Nếu chiếc này không thành công nữa thì chắc chắn là mình phải nhờ tới máy bay thôi các bạn ơi. Wow, xe bồn. Ủa, xe bồn đi đường nào vậy? Đang xuống dốc. Phía trước là gì kia? Oh my god các bạn ơi, phía dưới là một tảng đá. Wow, xe bồn của chúng ta đã bị bẹp nhúm hư hại nặng nề luôn các bạn ơi. Bây giờ phải nhờ tới máy bay thôi. Đây là chiếc máy bay của chúng ta. Chỉ có máy bay mới đi được đường đồi núi thôi các bạn ơi. Ừ, và phía sau có cái xe gì kìa các bạn ơi. Wow, xe gì kìa? Xe tải các bạn ơi, một chiếc xe tải nữa. Không sao, có hai chiếc chúng ta cùng đi với nhau nha. Để chúng ta giải cứu các xe trộn bê tông. Máy bay của chúng ta và xe tải đi song song với nhau. Và máy bay đang bay trước rồi. Máy bay với tốc độ rất là nhanh luôn. Và đã bỏ xa xe tải rồi các bạn ơi. Xe tải cố lên nào. Xe tải đang chạy lên kìa các bạn ơi. Wow, chuẩn bị xe tải vượt máy bay rồi. Cố lên xe tải ơi. Các bạn ơi, xe tải đã bay lên, đã nhanh hơn máy bay rồi. Máy bay có cánh mà đã bay chậm hơn rồi. Đó, máy bay vẫn chậm hơn và chưa cất cánh được các bạn ơi. Và xe tải của chúng ta đang chạy rất nhanh về phía trước nè. Máy bay của chúng ta thì đang bay phía sau nhưng mà chưa cất cánh được. Và xe tải của chúng ta làm gì kia? Oh my god, lại có một cái cầu. Wow, xe tải bay lên mà tung trúng cây dừa và máy bay của chúng ta cũng bị tung trúng rồi. Các bạn ơi, các bạn coi lại nè. Đó, xe tải bay lên tung trúng cây dừa luôn và máy bay của chúng ta cũng bị gặp tai nạn sự cố rồi các bạn ơi. Vậy là hôm nay chúng ta đều thất bại hết luôn rồi các bạn ơi. Ok, cảm ơn các bạn đã xem video vừa rồi của Bus City nha. Hôm nay mình đã dùng các xe trộn bê tông của mình để tham gia cuộc thi thử thách này. Đó là mình test độ bền của cái xe trộn bê tông. Nhưng mà hôm nay xe trộn bê tông của chúng ta rất là khỏe luôn các bạn ơi. Chỉ có duy nhất là xe trộn bê tông màu hồng mà bị rơi xuống vực thôi. Đó là do chiếc xe tăng của chúng ta bắn đó. Và các xe khác của mình thì mình đã lấy đi, những cái xe khỏe mạnh thì mình đã lấy để đi lấy bê tông xi măng. Có cả xe màu hồng luôn, mình đã tha thứ cho xe màu hồng và xe màu hồng cũng được đi lấy luôn. Nhưng mà tất cả xe của chúng ta khi lên trên đường đi lấy bê tông xi măng thì gặp rất là sự cố luôn các bạn ơi. Đó, nên là các xe của chúng ta đã bị lật và bốc cháy hết luôn các bạn ơi.
Và cuối cùng mình phải nhờ tới xe cứu hỏa để đi giải cứu, nhưng mà xe cứu hỏa cũng bị thua luôn, và tại vì xe cứu hỏa đi nhầm đường ấy, và cuối cùng là bay lên trời và rơi xuống dưới vực thẳm luôn. Sau đó mình nhờ xe trộn bê tông kiểu mới nè, xe tải nè các bạn ơi, và cuối cùng phải nhờ tới máy bay nữa, nhưng mà không có xe nào có thể đi để giải cứu được xe trộn bê tông và xe cứu hỏa hết. Và cuối cùng này chúng ta lại thất bại các bạn ơi. Xe trộn bê tông của chúng ta yếu quá. Các bạn thích xe nào thì để lại comment để ngày mai mình làm xe đó nha, chứ xe trộn bê tông của chúng ta không thể nào tới công trường xây dựng vì đường đồi núi rồi còn quái vật nữa các bạn ơi. Rồi ok, thôi bây giờ mình bye bye, hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Bus City, Trúc City, Mộc Duy và Hồng Phúc TV nha. Trúc City của mình hôm nay cũng có gặp nhiều, rất là nhiều quái vật luôn đó các bạn ơi. Các bạn nhớ đón xem chiều nay nha. Bây giờ các bạn mình chào gặp lại, hẹn gặp lại các bạn nha. Các bạn nhớ đọc kinh cầu nguyện với Chúa Giêsu và mẹ Maria nha. Nhớ đi lễ nha, nhớ sống khiêm nhường, thánh thiện, đạo đức, không có quậy phá nha. Phải ăn cơm, học hành đầy đủ nha. Và các bạn phải nhớ vâng lời ông bà cha mẹ nè, không có sống kiêu ngạo và phải sống ngoan hiền nha các bạn nha. Chúng vâng lời không trộm cắp nha. Bây giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong video ngày mai nha.